Hùng Miến và Quang Quý xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Không gian của chúng ta đang rất là tối đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cùng khởi động nguồn sáng ở phim trường và chúng ta sẽ bật sáng hết tất cả các bóng đèn ở đây đây. Đúng rồi, thưa quý vị, và quý vị cũng có thể thấy là với bóng đèn như thế này thì phim trường của chúng ta đã sáng lên rực rỡ rất là nhiều đúng không ạ? Và chia sẻ ngay cùng với tất cả mọi người luôn, đây cũng chính là dòng sản phẩm mà chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể thắp sáng không gian sống nè, không gian làm việc của mình một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng cùng với hai sự lựa chọn đến từ thương hiệu Nanoco quý vị nha. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có sự lựa chọn đầu tiên, đó là mình sẽ lựa chọn 5 bóng đèn bức trụ như thế này quý vị nha. Mình có thể là thoải mái gắn ở nhiều không gian khác nhau trong gia đình của mình, trong nhà hoặc ngoài trời đều được, cả không gian rộng chúng ta cũng yên tâm sử dụng luôn, bởi vì nguồn sáng của nó cực kỳ tốt quý vị và các bạn nha. Bóng sử dụng bền và yên tâm là không có bị nóng khi chúng ta chạm vào quý vị nhé. Và ngoài ra thì chúng ta còn có sự lựa chọn thứ hai nữa, đó là quý vị các bạn, chúng ta có thể là lựa chọn những bóng tuyếp dài như thế này đây, ở cỡ 1m2, và chúng ta có thể gắn ở nhiều vị trí khác nhau trong gia đình của mình. Tuổi thọ của bóng cũng lên đến là 15.000 giờ chiếu sáng luôn, và mức giá thì rất là hấp dẫn cho cả hai sự lựa chọn này. Đúng rồi thưa quý vị, với mức giá cực kỳ hấp dẫn cùng với hai sự lựa chọn mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, dù là quý vị lựa chọn dòng sản phẩm nào hay là một cái bộ lựa chọn nào, lựa chọn một hoặc là lựa chọn hai, thì chúng ta cũng nhận được mức giá cực kỳ hấp dẫn nha, chỉ với 420.000 đồng trên VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Ngay bây giờ thì làm cách nào để chúng ta có thể là sở hữu ngay dòng sản phẩm này ạ? Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần alo gọi điện thoại về cho tổng đài đang hiển thị trên màn hình mà thôi, và từ đó thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc để quý vị có thể thắp sáng không gian sống của mình một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng cùng với thương hiệu Nanoco quý vị nha. Bạn lo lắng về vấn đề tiền điện tăng cao. Bên cạnh đó, bạn cũng lo lắng về việc khi chúng ta sử dụng các thiết bị chiếu sáng không đảm bảo chất lượng sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng bị chập, bị cháy, ảnh hưởng đến sinh hoạt cho cả gia đình. Nhưng lúc đó bạn sẽ làm gì để có thể thay thế những thiết bị điện này để có thể tiết kiệm tiền và cũng như đảm bảo chiếu sáng một cách liên tục cho những thành viên trong gia đình của mình và độ bền bỉ chắc chắn? Hãy sở hữu ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, bóng đèn đến từ thương hiệu Nanoco với hai sự lựa chọn dành cho tất cả quý vị, bóng đèn LED bức trụ và bóng đèn LED tiếp dài quý vị nha, đều làm từ chất liệu rất là chắc chắn và bền bỉ. Khi có rơi rớt thì cũng hạn chế những tình trạng bị vỡ, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị hai sự lựa chọn bóng đèn LED bức trụ và bóng đèn LED tiếp dài quý vị nha, để chúng ta có thể chiếu sáng không gian nhà của chúng ta. Dù là chúng ta lựa chọn bóng đèn tiếp dài hay bóng đèn bức trụ thì cũng sẽ nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với đồng mức giá 420.000 đồng để chúng ta có thể liên tục chiếu sáng cho không gian sống của chúng ta và có thể khắc phục được tình trạng không phải ám ảnh khi chúng ta nhận hóa đơn tiền điện mỗi cuối tháng quý vị nha, với mức giá 420.000 đồng. Bạn đang gặp vấn đề về bóng đèn nhà bạn ánh sáng chập chờn hay tuổi thọ bóng đèn quá ngắn, chi phí tiền điện tăng cao, tốn nhiều đèn để chiếu vào nhà kho, sân vườn hay đèn ngoài trời? Hãy lựa chọn ngay giải pháp của chương trình ngày hôm nay, đó chính là bóng đèn LED Nanoco sẽ giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình đồng giá cực kỳ ưu đãi ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn quý vị nha. Lựa chọn 1, 5 bóng đèn LED bức trụ. Lựa chọn 2 là 3 bóng đèn LED tuyếp dài 1,2m. Dù là sự lựa chọn nào thì cũng đồng giá 420.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành 2 năm chính hãng. Đèn LED bức trụ Nanoco có công suất hoạt động là 20W, phù hợp dùng cho nhà xưởng, khu vực chiếu sáng công cộng, đèn ngoài trời hay là đèn kho. Một giải pháp rất tuyệt vời cho ánh sáng khuôn viên rộng. Bên cạnh đó, với đèn LED Nanoco, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ISO 14001-2004. Và bên cạnh đó còn có chứng nhận OSAT 18001-2007 về chất lượng ánh sáng và khả năng tiết kiệm điện. Ngoài ra, chúng ta có thể lựa chọn đèn LED tuyếp dài Nanoco có chiều dài 1m2, công suất là 18W, tặng kèm máng đèn 1m2, phù hợp dùng trong phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ của gia đình chúng ta, không còn nỗi lo ánh sáng chập chờn nữa. Với sản phẩm bóng đèn LED Nanoco, chóa và thân đèn làm bằng nhựa, hạn chế vỡ, tuổi thọ đèn lên đến 15.000 giờ quý vị nha. Chất lượng ánh sáng với mức tiêu thụ điện năng thấp, sản phẩm được bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Và thưa quý vị, với chương trình mua sắm cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay thì chúng ta đã có ngay một giải pháp, một người bạn đồng hành để có thể là chiếu sáng rất là nhiều những khu vực trong gia đình của chúng ta. Chắc chắn là trong cuộc sống của mình là chúng ta gặp rất là nhiều những cái vấn đề đúng không ạ? Và vấn đề lớn nhất mà Quang Quý nghĩ là tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta, đó chính là cuối tháng mình nhận cái hóa đơn tiền điện. Rồi cái hóa đơn tiền điện mình nhìn vào thôi là chúng ta sẽ cảm thấy là tại sao mình lại sử dụng điện năng quá nhiều như vậy, và bất cứ khu vực nào trong gia đình của mình cũng cần phải được chiếu sáng đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta cần phải quan sát lại là một trong những yếu tố gì để chúng ta có thể là tận dụng ngay để tiết kiệm điện.
Và một trong những cách đó được chúng tôi khuyên dùng để cho tất cả mọi người là chúng ta hãy thay thế những chiếc bóng đèn ngay tại gia đình của mình để lựa chọn những dòng sản phẩm có thể là tiết kiệm điện nè và cả tiết kiệm chi phí đầu tư nữa quý vị nha. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị hai sự lựa chọn đến từ thương hiệu Nanoco quý vị nha. Những thiết bị chiếu sáng như thế này sẽ giúp cho chúng ta có thể là tiết kiệm điện nè và cũng như là tỏa sáng khắp những khu vực trong gia đình của mình luôn. Sự lựa chọn đầu tiên quý vị các bạn chúng ta có thể là mang về cho gia đình của mình đó chính là năm bóng đèn led bút trụ như thế này quý vị nha. Có năm bóng như thế này để chúng ta đặt ở nhiều nơi, mỗi bóng là quý vị sẽ thấy là độ sáng của nó rất là tốt luôn, công suất hoạt động là 20W và quý vị có thể là lắp ở nhiều nơi trong gia đình của mình, đặc biệt những cái khu vực mà chúng ta cần là nó có một cái sức chứa sáng rộng đó thì chúng ta có thể là lắp với bóng đèn bút trụ này quý vị các bạn nha. Chúng ta yên tâm sử dụng cực kỳ tiện lợi với tuổi thọ của bóng đèn lên đến là 15.000 giờ chiếu sáng quý vị nha. Và sự lựa chọn thứ hai thì quý vị các bạn chúng ta có thể là lựa chọn đó là ba bóng led tiếp dài quý vị ạ. Ba bóng led tiếp dài này thì thay vì là quý vị các bạn chúng ta đã quen với việc là mình nhìn những cái bóng dài thì mình nghĩ là những cái đèn huỳnh quang, nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã có thêm sự lựa chọn đó là đèn led quý vị nha, tiếp dài và kiểu dáng cũng rất là thon gọn luôn. Khi mà sử dụng dòng sản phẩm này thì cảm nhận đầu tiên của Quang Quý là như thế nào nè? Thật ra là cái cảm nhận đầu tiên khi mà mọi người có thể là quan sát hay là cả bản thân Quang Quý nữa, bây giờ chúng ta hãy nói về những cái đèn bóng đèn mà bút trụ đi quý vị nha. Bây giờ nè, khi mà chúng ta đặt tay vào trong cái bóng đèn led thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Bình thường nếu như mà là những cái bóng đèn dây tóc quý vị nha thì Quang Quý không có dám đụng vô đâu, rất là dễ bị phỏng. Tuy nhiên với dòng sản phẩm này nè, nó sẽ hạn chế nảy sinh những cái phần nhiệt lượng ở bên trong bóng đèn, cho nên là hạn chế cái vấn đề mà chúng ta bị phỏng cũng như là gây ảnh hưởng đến những thành viên trong gia đình của mình. Và bây giờ nha, mọi người thấy là trên khung hình của chúng ta có hai cái bóng đèn nè, nhưng mà bây giờ Quang Quý thử gỡ một chiếc bóng đèn ra nha, gỡ rất là nhanh chóng thôi đó. Mọi người thấy không ạ, cái bóng đèn led ở phía bên đây nè, nó vẫn tỏa sáng ra tận ở phía bên tay của Quang Quý như thế này nè. Điều này chứng tỏ là gì ạ? Có nghĩa là cái diện tích mà chiếu sáng rất là tốt quý vị nha. Bên cạnh đó thì với sản phẩm ngày hôm nay có thiết kế là bằng nhựa quý vị ạ, nó không có phải là bằng thủy tinh như là những cái dạng bóng đèn ngày xưa, bóng đèn truyền thống rất là dễ mỗi khi mà làm rơi một chút xíu là nó rất là dễ bị vỡ đúng không ạ. Tuy nhiên với dòng sản phẩm này thì có thể là sử dụng trong cả một khoảng thời gian rất là lâu dài quý vị nha. Đó chính là những cái đặc điểm mà chúng ta cũng có thể thấy là rất là phù hợp trong xu hướng ngày hôm nay để cho chúng ta có thể là chiếu sáng một cách nhanh chóng hơn và hiện đại hơn. Và bên cạnh đó với bóng đèn tuyếp dài thì như thế nào cũng có thể là khắc phục được những cái hạn chế nhất định của bóng đèn huỳnh quang. Khi mà chúng ta mở đèn lên thì với bóng đèn led tuyếp dài như thế này thì nó có thể chiếu sáng ngay lập tức luôn quý vị nha. Và cũng như là với cái chất liệu không có sử dụng là về thủy tinh nữa mà nó sử dụng nhựa luôn, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm khi mà chạm vào không nảy sinh nhiệt lượng và không gây ảnh hưởng đến bàn tay của chúng ta chút nào nha. Và điều quan trọng là mình cũng có thể là mang tới mang lui rất là tiện lợi khi mà mình lắp đúng không? Chứ ngày xưa thì một biết nhớ là sử dụng bóng đèn mà chúng ta vẫn hay dùng ở nhà, bóng huỳnh quang á, bóng đó thì rất là dễ bể, mà mỗi lần là ba mình kêu là cầm cái bóng đèn giơ lên trên cao để cho ba chuẩn bị gắn lên trên tường thì cảm thấy rất là sợ hãi nó sẽ bể. Và quý vị các bạn chúng ta đã có được sự thay thế ngày hôm nay cùng với những bóng led sử dụng rất là bền luôn và cũng cực kỳ tiết kiệm nữa Quang Quý à. Và nói về sự tiết kiệm điện năng trong gia đình của mình thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thí nghiệm với chúng tôi để chúng ta đo cái chính xác công suất hoạt động của nó và quý vị sẽ thấy là nó tiết kiệm điện như thế nào cho gia đình của mình quý vị nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một khu vực có đèn dây tóc thông thường mà chúng ta vẫn hay xài và cả là đèn led chúng tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ quan sát thử là đèn dây tóc bật sáng lên quý vị và các bạn nha. Bóng dây tóc này thì có thể nói là cũng rất là quen thuộc với nhiều gia đình rồi. Và bây giờ ở đây chúng tôi đang gắn là 5 bóng dây tóc và chúng ta hãy quan sát thử chiếc đồng hồ đo công suất đây. Rồi Phụng Yến thấy là nó đang hiển thị là khoảng hơn 319W cho 5 bóng này đâu Quang Quý à. 319W ở đây nha. Đó, đang đo là 5 bóng. Mà thường là quý vị hình dung là bóng dây tóc thì chắc chắn là không có dám đụng tay vào rồi. Đừng có đụng nha. Nó sẽ rất là nóng lên sau một cái thời gian sử dụng và có thể là gây phỏng cho chúng ta. Mà rất là hay sợ bị đứt bóng nữa, bởi vì là cái thời gian, cái tuổi thọ của nó không có lâu khi mà mình sử dụng. Rồi, vậy thì nếu như nhà mình đang sử dụng bóng dây tóc thì giờ chúng tôi có một lời khuyên là quý vị có thể thử trải nghiệm mình thay thế bằng bóng đèn led bút trụ trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Và sự khác biệt nó đem đến như thế nào thì chúng ta hãy cùng quan sát quý vị ạ. Cũng là 5 bóng luôn, ở đây chúng ta có 5 bóng bút trụ của Nanoco và chúng ta sẽ cùng quan sát công suất hoạt động của nó quý vị nha. 5 bóng bật sáng lên cũng rất là nhanh chóng luôn và Phụ Yến có thể chạm tay vào, không có lo nóng, không có lo ảnh hưởng gì cả đến làn da của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn xem
công suất của 5 bóng này. Và chúng ta thấy là tổng công suất 5 bóng đang ở đây là khoảng sắp xỉ 96. Quý vị các bạn chúng ta hình dung là chưa đến 97W luôn quý vị ạ. Cho nên là rất là tiết kiệm điện đúng không? Ban nãy là khoảng 300 mấy, như vậy là Phụ Yến thấy là hơn gấp 3 lần. Đúng rồi. Wow, như vậy là chúng ta có thể là yên tâm tiết kiệm điện cho gia đình của mình. Cũng là 5 bóng, cũng chiếu sáng rất là tốt, nhưng mà chúng ta yên tâm là giảm đi cái tiền điện mỗi tháng cho nhà mình. Đó, quý vị hình dung là một cái bài toán kinh tế rất là tốt cho gia đình chúng ta. Chứ dừng lại ở đó đâu, cả bóng tiếp dài cũng rất là tiết kiệm đó Quang Quý ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục thực hiện thêm một cái thí nghiệm nữa quý vị nha. Đó chính là việc là chúng ta mở ngay nhìn những cái bóng tiếp dài, và bây giờ là Phụng Yến ơi, và chúng ta hãy cùng mở thêm là cái bóng đèn huỳnh quang ở phía bên dưới đi nè. Đó. Và với cái đặc điểm của bóng đèn huỳnh quang thì mọi người chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là mỗi khi mở như vậy nó sẽ chớp rồi nó mới sáng lên đúng không ạ? Tuy nhiên với bóng đèn LED tiếp dài ngày hôm nay chỉ cần chiếu sáng thôi, bật một nút thôi đã sáng đều rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau so sánh đi nè. Mình hãy so sánh là cái phần điện năng tiêu thụ của nó ra sao đây Phụng Yến. Phụng Yến thấy là bóng huỳnh quang ở bên dưới đây đang là khoảng là hơn 87W đó, cho việc chiếu sáng bóng huỳnh quang ở bên dưới đây nha, 87W. Và quý vị thấy là khi bật mở ban nãy là nó phải nhấp nháy một chút xíu để Phụng Yến bật lại nè. Quý vị các bạn chúng ta hình dung là bây giờ mình tắt đi bóng huỳnh quang nha. Mình mở lên thì sao? 3, 2, 1 nó phải nhấp nháy một chút xíu rồi mới mở lên. Đúng rồi. Còn bây giờ mình sẽ xem sự khác biệt với lại bóng LED ở đây. Bóng LED của Nanoco nha. Bây giờ là mình tắt bóng LED đi nè, rồi mở lên. Đó, bật cái là lên liền luôn. Đó, bật cái là lên đúng liền. Rồi. tắt bật. Nó rất là nhanh chóng phản hồi đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ xem thử là công suất của đèn LED tiếp dài này bao nhiêu. Quý vị các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy đó là chỉ 19W thôi. Đó, chúng ta có thể là yên tâm sử dụng khoảng 18W, đó, sắp xỉ như vậy. Và quý vị các bạn chúng ta thấy là tiết kiệm hơn rất là nhiều so với ban nãy ở bên dưới là khoảng 80 mấy đúng không nào? Như vậy là cả hai loại bóng đèn này đều tiết kiệm hơn so với cái dạng bóng mà chúng ta vẫn hay quen thuộc sử dụng ở gia đình của mình. Như vậy là chúng ta có thể là thấy một cái bài toán kinh tế vô cùng tiết kiệm cho gia đình của mình nếu như mà mình lựa chọn sử dụng đèn LED thay thế. Đúng rồi thưa quý vị, và không những là có một cái bài toán kinh tế để chúng ta có thể là tiết kiệm được cái điện năng tiêu thụ mỗi tháng của mình, còn tiết kiệm hơn nữa khi mà trong chương trình kỳ này mọi người mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping cùng với dòng sản phẩm là bóng đèn LED đến từ thương hiệu Nanoco quý vị nha. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn tiết kiệm nè. Sự lựa chọn đầu tiên là 5 bóng LED trụ quý vị nha. Sự lựa chọn thứ hai là 3 bóng LED tuyếp kèm theo cả máng đèn chúng tôi gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Độ dài là 1,2 mét quý vị nha. Dù là sự lựa chọn nào thì đồng giá trên VTV Hyundai chỉ với 420.000 đồng mà thôi. Chỉ với 420.000 đồng như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng và tiện lợi trong việc là chiếu sáng cả khuôn viên của chúng ta nè. Mình có thể là chiếu ở nhà kho nè, mình cũng có thể lắp ở ngay phòng ngủ, phòng bếp nè. Nó rất là phù hợp đúng không ạ? Và thậm chí là có thể là treo ở cao ngoài sân vườn nữa, rất là phù hợp và để có thể là chúng ta chiếu sáng rất là nhiều những không gian sống của chúng ta. Ngay bây giờ đó là một giải pháp cực kỳ tiện lợi đúng không ạ? Hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cùng với sự lựa chọn mà quý vị đã lựa chọn và thông báo với tổng đài viên của chúng tôi quý vị nha. Và hãy kiểm tra kỹ càng là theo những sự lựa chọn có đầy đủ số lượng bóng ở trong đó không quý vị nha. Và từ đó hãy chi trả với mức giá đầu tư là 420.000 đồng. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình, thời gian không còn nhiều. Có lẽ nhiều gia đình đang gặp rất nhiều vấn đề về chiếu sáng, ví dụ như bóng đèn nhà bạn ánh sáng chập chờn nè, tuổi thọ bóng đèn ngắn hay là chi phí tiền điện tăng cao, tốn nhiều đèn để chiếu sáng nhà kho, sân vườn hay đèn ngoài trời. Bóng đèn LED Nanoco sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này của bạn. Và bên cạnh đó, cùng với chương trình đồng giá cực kỳ ưu đãi ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị hai sự lựa chọn. Lựa chọn 1, 5 bóng đèn LED phước trụ, lựa chọn 2, 3 bóng đèn LED tiếp dài 1,2 m. Dù là sự lựa chọn nào cũng có một mức đồng giá, đó chính là 420.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành trong khoảng thời gian 2 năm chính hãng quý vị nha. Nếu như quý vị lựa chọn sự lựa chọn đầu tiên thì chúng ta sẽ có những chiếc đèn LED bút trụ Nanoco công suất là 20W, phù hợp dùng cho nhà xưởng, khu vực chiếu sáng công cộng, đèn ngoài trời hay đèn kho. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho ánh sáng ở khuôn viên rộng. Và với sản phẩm đèn LED Nanoco, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, nhận được chứng nhận OSAT 18001-2007 về chất lượng ánh sáng và khả năng tiết kiệm điện mọi người nha. Và nếu như quý vị các bạn chúng ta lựa chọn sự lựa chọn thứ hai thì mình sẽ có những bóng đèn LED tiếp dài Nanoco với chiều dài là 1,2 m, công suất 18W, tặng kèm máng đèn 1m2, phù hợp sử dụng trong phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ và nhiều nơi khác ở gia đình chúng ta, không còn nỗi lo ánh sáng chập chờn nữa. Với bóng đèn LED Nanoco, chóa và thân đèn làm bằng nhựa hạn chế vỡ, tuổi thọ đèn lên đến 15.000 giờ quý vị nha. Cho lượng ánh sáng lớn với mức tiêu thụ điện năng thấp, sản phẩm được bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Bạn lo lắng về vấn đề tiền điện tăng cao. Bên cạnh đó, bạn cũng lo lắng về việc khi chúng ta sử dụng các thiết bị chiếu sáng không đảm bảo chất lượng sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng bị chập, bị cháy, ảnh hưởng đến sinh hoạt cho cả gia đình.
Những lúc đó bạn sẽ làm gì để có thể thay thế những thiết bị điện này, để có thể tiết kiệm tiền và cũng như đảm bảo chiếu sáng một cách liên tục cho những thành viên trong gia đình của mình và độ bền bỉ chắc chắn? Hãy sở hữu ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Bóng đèn đến từ thương hiệu Nanoco với hai sự lựa chọn dành cho tất cả quý vị. Bóng đèn LED búp trụ và bóng đèn LED tiếp dài quý vị nha, đều làm từ chất liệu rất là chắc chắn và bền bỉ. Khi có rơi rớt thì cũng hạn chế những tình trạng bị vỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị hai sự lựa chọn bóng đèn LED búp trụ và bóng đèn LED tiếp dài quý vị nha, để chúng ta có thể chiếu sáng không gian nhà của chúng ta. Dù là chúng ta lựa chọn bóng đèn tiếp dài hay bóng đèn búp trụ thì cũng sẽ nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với đồng mức giá 420.000 đồng để chúng ta có thể liên tục chiếu sáng cho không gian sống của chúng ta và có thể khắc phục được tình trạng không phải ám ảnh khi chúng ta nhận hóa đơn tiền điện mỗi cuối tháng quý vị nha, với mức giá 420.000 đồng. Và tiếp tục quay trở lại với chương trình mua sắm hấp dẫn ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, và chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một cái bài toán ngay sau đây quý vị nha. Nếu như mà chúng ta mong muốn là sở hữu ngay là một cái dòng sản phẩm để chúng ta có thể là chiếu sáng, và dòng sản phẩm ngày hôm nay đến từ thương hiệu Nanoco và chúng tôi chia sẻ là cái tuổi thọ cho khoảng thời gian chiếu sáng lên đến là 15.000 giờ quý vị ạ. Và chúng ta hãy cùng tưởng tượng là mỗi ngày chắc là mình chiếu sáng cũng khoảng 6 giờ đi. Rồi bây giờ mình chia cho 6 nè. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ có là 2.500 quý vị nha. Bây giờ mình chia cho 365 ngày trong năm. 365 nè. 365. Đó, như vậy là với một bóng đèn như thế này chúng ta có thể là sử dụng trong khoảng thời gian là hơn 6 năm quý vị nha, sắp xỉ gần 7 năm luôn, tùy theo cái thời gian mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là cái tuổi thọ sử dụng trong một khoảng thời gian rất là lâu dài và tiết kiệm hơn nếu mà chúng ta đầu tư trong chương trình kỳ này mua sắm cực kỳ hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping mọi người nha. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là nhìn thấy là cả hai sự lựa chọn đều rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay quý vị ạ. Sự lựa chọn đầu tiên là mình sẽ mua 5 bóng đèn búp trụ quý vị các bạn nha. Với mỗi bóng đèn búp trụ như thế này thì khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì mình chỉ cần cắm vào vặn vào ở trong chui đèn chuẩn ở gia đình của chúng ta thôi, rất là tiện lợi để sử dụng. Và ngay cả là khi quý vị chạm vào như thế này, nếu mà nó đã sáng lâu rồi đó thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi ấm ấm một chút xíu, chứ không có bị quá nóng hay là bị phỏng tay quý vị các bạn nha. Và mình sẽ yên tâm cùng với lại cái chất liệu nhựa như thế này, quý vị các bạn chúng ta sử dụng bền mà không có lo cái tình trạng là nhiều khi mình nhỏ tay đó quen quý, nó sẽ rơi xuống và nó dễ bị vỡ so với những cái bóng đèn quen thuộc mà chúng ta vẫn hay xài ở nhà. Còn với việc chiếu sáng thì sao, quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là nguồn sáng của bóng búp trụ rất là tốt luôn quý vị ạ. Mình sẽ thấy là nó chóa lên luôn đúng không nào? Bởi vì là nó sẽ chuyên cho những cái khu vực mà mình cần chiếu sáng rộng. Ví dụ như quý vị các bạn chúng ta có thể là muốn cái khoảng sân nhà mình nó sẽ thật là sáng lên để mình để xe cho an toàn, mình dễ dàng quan sát, hoặc là chúng ta có thể là cho con cháu chơi đùa ở ngay cái khoảng sân đằng sau chẳng hạn, thì chúng ta có thể là lắp những cái bóng này vào những cái khu vực sân rộng đó. Hoặc là khi quý vị sử dụng trong nhà xưởng, trong nhà kho, mình cũng có thể là yên tâm lắp, thay vì là mình mua những cái bóng thường. Trước đây Phùng Yến thấy là cái khả năng một số bóng cái khả năng chiếu sáng nó không tốt thì mình phải mua số lượng bóng rất là nhiều, hoặc là mình phải khoét cái lỗ trần thạch cao thật là nhiều lỗ để lắp thật là nhiều bóng lên trên đó. Thì với bóng của Nanoco ngày hôm nay với khả năng chiếu sáng tốt thì quý vị chỉ cần là khoét ít lỗ trên trần thạch cao của nhà mình thôi, lắp vừa phải đèn thôi, nhưng mà cái khoảng không chiếu sáng rất là rộng quý vị nha. Còn với sự lựa chọn thứ hai thì Phùng Yến thấy nó rất là mạnh đúng không Quang Quý? Đúng rồi đó quý vị, với sự lựa chọn thứ hai thì chúng ta cũng có thể thấy là với những cái bóng đèn LED tuyếp dài như thế này quý vị nha. Ngày xưa khi mà Quang Quý còn nhớ là khi mà mẹ hay là lắp những cái bóng đèn huỳnh quang thì mẹ cũng hay chia sẻ với Quang Quý là nhớ là cầm cẩn thận coi chừng là bị bể. Khi mà bị bể thì bột huỳnh quang ở phía bên trong mà rớt ra ngoài, hoặc là những cái mảnh miễn của cái bóng đèn nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều quý vị nha. Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm, chất liệu bằng nhựa như thế này nè, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta có thể là tháo lắp và cũng như là hạn chế rơi vỡ quý vị ạ. Và ngoài ra có một cái hiện tượng như thế này, nếu như mà tất cả mọi người chúng ta sử dụng cái bóng đèn huỳnh quang trong khoảng thời gian lâu dài thì cái việc là khi mà cái bột huỳnh quang ở phía bên trong nó tiếp xúc với cái phần điện và cũng như là nó có những cái phản ứng mà nó chiếu sáng trong khoảng thời gian lâu dài thì nó dần dần nó sẽ mất đi cái chức năng của nó. Và khi mà mọi người thấy nhìn vào những cái bóng đèn huỳnh quang thì sau cả một khoảng thời gian nó dài tối thì dần, chúng ta sẽ thấy dần, là đúng nó không? Tối dần, nó sậm dần đi. Tuy nhiên là với mắt của người thì nó sẽ có một cái sự điều tiết thưa quý vị, thì tới lúc đó chúng ta sẽ không thể nào nhận ra đâu. Chúng ta thì thấy là ôi cái bóng đèn nó vẫn sáng như vậy đó, tuy nhiên là thật ra là nó đang không bị tối dần và không được sáng rồi, nó sẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến thị lực của chúng ta rất là nhiều. Do vậy thì chúng ta nên có một cái sự thay thế khác hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là hai sự lựa chọn, và không chỉ là tốt cho vấn đề là sử dụng mỗi ngày đâu, nó còn tốt cho vấn đề là chúng ta tiết kiệm điện, và khi mà chúng ta nhận được cái hóa đơn tiền điện mỗi tháng thì chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc một chút xíu tại vì đã tiết kiệm được một cái khối lượng tiền khá là lớn rồi để mình đầu tư vào cái việc khác đúng không ạ? Thật ra thì cái việc tiết kiệm điện là ngày nay gia đình nào cũng quan tâm đúng không nào? Những cái máy lạnh inverter ra đời này, hay là những cái tủ lạnh inverter ra đời để giúp chúng ta có thể tiết kiệm điện mỗi lần mình sử dụng như vậy, thì bóng đèn cũng vậy quý vị ạ. Bóng đèn LED ra đời để giúp tăng cái tuổi thọ của bóng đèn và
đồng thời là giảm cái chi phí khi mà chúng ta chi trả cho tiền điện mỗi tháng. Và chúng ta sẽ cùng đến với lại thí nghiệm một lần nữa, chúng tôi sẽ bật cả hai loại bóng để quý vị hình dung quý vị nha. Ví dụ như ở bên dưới thì mình sẽ có là loại bóng đèn dây tóc mình hay xài ở nhà, và bóng đèn huỳnh quang cũng rất là nhiều gia đình đang sử dụng. Thì bây giờ Phụ Yến sẽ bật lên luôn, quý vị sẽ thấy là đèn huỳnh quang nó sẽ chớp chớp một vài cái rồi sau đó mới bật lên nè. Đó, bật cùng một lúc nhưng mà nó sẽ lên một vài giây mới có, đúng không ạ? À, nguồn sáng thì thật ra cũng rất là tốt đúng không? Lúc mà bóng mới thì mình thấy là nguồn sáng cũng chưa có ảnh hưởng gì cả, mình vẫn có thể sử dụng với nguồn sáng này. Nhưng mà cái điều mà mình quan tâm đó là cái công suất. Và bây giờ mình sẽ nhìn cái tổng công suất khi mà mình bật là 5 bóng đèn dây tóc và thêm một bóng đèn huỳnh quang, quý nha. Là bao nhiêu đây Phụng Yến? Rồi bây giờ Phụng Yến đang thấy hiển thị ở đây là 406W. 406 phẩy mấy đó, coi như 406 đi, 406W. Rồi bây giờ mình sẽ bật một lúc là 5 bóng đèn búp trụ của Nanoco cùng với lại một bóng đèn tuyếp dài nhé. Rồi tất cả đều là đèn LED luôn. Rồi bật lên cái hai cái nó bật cùng một lúc với nhau chứ không có hiện tượng chớp tắt nữa. Nó phản ứng rất là nhanh luôn quý vị ạ. Rồi bây giờ mình thấy là nguồn sáng là rất là tốt nha. Rồi để tay vào là mình thấy là không thấy cái đường chỉ tay luôn, để sáng quá rồi không có thể thấy được. Và quý vị các bạn, chúng ta hình dung là ở đây là để những cái bóng gần nhau như thế này để chúng ta làm thí nghiệm thôi, chứ thực ra ở nhà mình sử dụng mình để xa xa chứ không cần gần như vậy đâu, bởi vì nó đã rất sáng rồi, một bóng nó đã rất sáng rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn cái tổng công suất nha, cả là bóng tuyếp cũng như là bóng búp trụ thì ở đây chỉ có là 114,6 thôi. Ban nãy là tới 400 mấy, cho nên là quý vị tự thấy là cái khoảng cách biệt của nó xa như thế nào, đúng không ạ? Nếu mà gia đình của mình á, mình đang cân nhắc lựa chọn đổi bóng đèn cho nhà chúng ta, thì chúng ta có thể là cân nhắc lựa chọn dòng sản phẩm ngày hôm nay, vừa là đèn LED nè, tiết kiệm điện cho gia đình của mình, lại đến từ thương hiệu Nanoco cũng có tiếng trên thị trường của chúng ta, và chúng ta có thể yên tâm sử dụng với bóng đèn LED của Nanoco, một thương hiệu nổi tiếng mà chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian lâu dài, bởi vì là cái thời gian chiếu sáng lên đến là 15.000 giờ lận quý vị ạ. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là với cái con số 15.000 giờ thì chúng ta có thể là yên tâm là mình có thể là mình ứng dụng và mình có thể lắp đặt ở rất là nhiều những cái vị trí khác nhau trong gia đình của mình, có thể là lắp đặt ngay ở phía bên trong phòng ngủ nè, nhà bếp nè, nhà tắm nè, hay là chúng ta có thể là sử dụng những cái bóng đèn búp trụ như thế này, mình treo ở ngoài sân á, thì nó cũng sẽ rất là hợp lý đúng không ạ? Nó sẽ hạn chế những cái tình trạng giống như là ở những ngoài sân mà chúng ta trồng cây nhiều mà chúng ta không có bóng đèn chiếu sáng, thì đó sẽ là một cái nơi để là những loại côn trùng, cụ thể chính là những con muỗi, nó ẩn nấp ở trong đó sẽ gây hại đến những thành viên trong gia đình của chúng ta đúng không nào? Và cứ ánh sáng tới đâu thì sẽ mang lại sức sống dồi dào tới đó. Thì đó cũng là lý do vì sao ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị sự lựa chọn đến từ thương hiệu Nanoco. Và dù là sự lựa chọn nào thì chúng ta cũng mang đến một cái mức giá đồng nhất mà thôi quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại là hai sự lựa chọn nè. Đó, sự lựa chọn đầu tiên đó chính là 5 bóng đèn búp trụ quý vị nha. Với 5 bóng đèn búp trụ như thế này thì rất là sáng ở rất là nhiều nơi khác nhau. Và sự lựa chọn thứ hai đó chính là 3 ống đèn tuyếp dài 1,2m. Và đặc biệt là với bóng đèn tuyếp dài thì chúng tôi có tặng kèm cho quý vị thêm một cái phần máng treo đèn nữa, rất là thanh mảnh như thế này, cho nên là chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm mình lắp ráp ở rất là nhiều những cái nơi khác nhau ở trong gia đình của chúng ta, và cũng đảm bảo sự thanh lịch và tinh tế mọi người ạ. Và với dòng sản phẩm lần này thì chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một cái mức đồng giá quý vị nha, chỉ với 420.000 đồng mà thôi thì chúng ta đã có ngay là hai sự lựa chọn cực kỳ tiết kiệm đến từ thương hiệu Nanoco rồi. Ngay bây giờ thì thời gian của chương trình đang đếm ngược rồi đúng không ạ? Và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mong muốn là mình sẽ có những cái cách thức để có thể là tiết kiệm điện nè, cũng như là tiết kiệm chi phí đầu tư, thì hãy đầu tư ngay trên VTV Hyundai Home Shopping đi quý vị nha. Bình thường nếu mà chúng ta ra ngoài chúng ta mua, chúng ta tốn thời gian nè, tốn công sức nè, rồi chúng ta phải chở ở ngoài về nữa đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm trên VTV Hyundai Home Shopping, quý vị chỉ cần ngồi tại nhà thôi, cầm điện thoại lên alo alo alo, chúng tôi mong muốn lựa chọn một hoặc là lựa chọn hai, hoặc là thôi mua cả hai đi, mình thích ở đâu mình gắn ở đó đúng không ạ? Chỉ với mức giá là 420.000 đồng mà thôi. Thời gian đang đếm ngược rồi, nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi quý vị nha, 63 tỉnh thành trên toàn quốc luôn, cho nên tất cả mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm nhận hàng ngay tại nhà và kiểm tra đầy đủ rồi mới thanh toán số tiền là 420.000 đồng. Bạn lo lắng về vấn đề tiền điện tăng cao, bên cạnh đó bạn cũng lo lắng về việc khi chúng ta sử dụng các thiết bị chiếu sáng không đảm bảo chất lượng sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng bị chập, bị cháy, ảnh hưởng đến sinh hoạt cho cả gia đình. Những lúc đó bạn sẽ làm gì để có thể thay thế những thiết bị điện này, để có thể tiết kiệm tiền và cũng như đảm bảo chiếu sáng một cách liên tục cho những thành viên trong gia đình của mình và độ bền bỉ chắc chắn? Hãy sở hữu ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, bóng đèn đến từ thương hiệu Nanoco với hai sự lựa chọn dành cho tất cả quý vị, bóng đèn LED búp trụ và bóng đèn LED tiếp dài quý vị nha, đều làm từ chất liệu rất là chắc chắn và bền bỉ, thì có rơi rớt thì cũng hạn chế những tình trạng bị vỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị hai sự lựa chọn bóng đèn LED bức trụ và bóng đèn LED tiếp dài quý vị nha, để chúng ta có thể chiếu sáng không gian nhà của chúng ta. Dù là chúng ta lựa chọn bóng đèn tiếp dài hay bóng đèn bức trụ thì cũng sẽ nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với đồng mức giá 420.000 đồng để chúng ta có thể liên tục chiếu sáng cho không gian sống của chúng ta và có thể khắc phục được tình trạng không phải ám ảnh khi chúng ta nhận hóa đơn tiền điện mỗi cuối tháng quý vị nha, với mức giá 420.000 đồng. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Nếu gia đình quý vị đang gặp vấn đề về bóng đèn, ánh sáng chập chờn hay là tuổi thọ của bóng đèn quá ngắn, chúng ta cứ phải thay đèn tới lui, chi phí tiền điện tăng cao mỗi tháng, rồi lại còn tốn tiền đèn để chiếu sáng cho nhà kho, sân vườn, đèn ngoài trời, thì ngay bây giờ hãy lựa chọn ngay bóng đèn LED Nanoco để chúng ta có thể giải quyết tất cả những vấn đề trên. Và bên cạnh đó, cùng với chương trình đồng giá cực kỳ ưu đãi ngày hôm nay, trình VTV Winner Home Shopping chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị hai sự lựa chọn nha. Lựa chọn 1, 5 bóng đèn LED bức trụ, lựa chọn 2, 3 bóng đèn LED tiếp dài 1,2 m. Với lựa chọn nào thì cũng nhận được mức đồng giá 420.000 đồng, sản phẩm được bảo hành 2 năm chính hãng. Với sự lựa chọn đầu tiên, quý vị có 5 bóng đèn LED bức trụ Nanoco, công suất hoạt động mỗi bóng đó là 20W, phù hợp sử dụng cho nhà xưởng, khu vực chiếu sáng công cộng, đèn ngoài trời, đèn kho hay sân vườn của gia đình mình. Một giải pháp rất tuyệt vời cho những nơi cần ánh sáng khuôn viên rộng. Với sản phẩm đèn LED Nanoco, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ISO 14001-2004. Bên cạnh đó còn đạt được chứng nhận OSAT 18001-2007 về chất lượng ánh sáng và khả năng tiết kiệm điện. Nếu như quý vị lựa chọn sự lựa chọn thứ hai thì chúng ta sẽ có là 3 bóng đèn LED tích dài, chiều dài là 1,2 m và công suất là 18W một bóng quý vị nhé, tặng kèm máng đèn 1m2 và phù hợp với phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ hay nhiều không gian khác trong gia đình của chúng ta, không còn nỗi lo ánh sáng chập chờn như trước nữa. Với sản phẩm bóng đèn LED Nanoco, thân đèn làm bằng nhựa hạn chế vỡ quý vị nha, tuổi thọ đèn lên đến là 15.000 giờ, chất lượng ánh sáng lớn với mức tiêu thụ điện năng thấp, bảo hành chính hãng lên đến 2 năm, nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, với những bóng đèn LED của thương hiệu chất lượng Nanoco thì giờ đây mỗi khi chúng ta mở đèn sẽ không còn quá lo nghĩ về vấn đề tiền điện ở gia đình của mình nữa, tiết kiệm điện cho gia đình chúng ta, đồng thời là tiết kiệm cả chi phí mua sắm trong chương trình ngày hôm nay và tiết kiệm cả cái khoản là chúng ta phải mua tới mua lui đèn để thay ở nhà, bởi vì cái tuổi thọ của bóng đèn LED lên tới là 15.000 giờ chiếu sáng rồi quý vị ạ. Đúng rồi đó quý vị, và bên cạnh đó với riêng bản thân Quang Quý sẽ không còn những cái nỗi lo sợ sệt trong những cái buổi tối mà chúng ta mở đèn mà đèn có chớp chớp, mình đi có một mình về nhà mình sợ đúng không ạ? Mình chỉ cần mở đèn, mình ấn một nút công tắc thôi là đèn đã sáng một cách rực rỡ rồi. Đây là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Nanoco quý vị nha, công suất để chúng ta có thể sử dụng tiết kiệm điện như thế này nè. Với hai sự lựa chọn chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, lựa chọn đầu tiên là 5 bóng đèn búp quý vị nha. Đó, 5 bóng đèn như thế này rất là sáng như thế này quý vị ạ. À. Bên cạnh đó, lựa chọn thứ hai, 3 bóng đèn tuyết dài tặng kèm máng đèn với độ dài lên tới là 1,2 m và cũng như thiết kế rất là thanh mảnh và mỏng nhẹ như thế này. Dù là sự lựa chọn nào thì mức giá mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị chỉ có một thôi, đó chính là 420.000 đồng. Một mức giá rất là tiết kiệm mà chúng ta có thể là suy nghĩ ngay đến việc hãy thay đổi ngay những cái chiếc bóng đèn đã cũ nè, cứ hay là chớp tắt rồi đồng thời là nó tắt luôn lúc nào không biết nữa mà cứ tốn chi phí mua tới mua lui một cái khoảng thời gian ngắn là phải mua nữa rồi. Bây giờ chúng ta hãy đầu tư thay mới đèn cho gia đình của mình cùng với những bóng đèn LED chất lượng của Nanoco quý vị nha. Hai sự lựa chọn cùng với chương trình, và nếu như quý vị đang thấy hai sự lựa chọn quá hấp dẫn thì chúng ta có thể mua nhiều bộ sản phẩm gia đình của mình cùng một lúc bằng cách alo đến tổng đài của chúng tôi và chúng tôi sẽ giao hàng đến cho quý vị chất lượng sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nanoco quý vị ạ. À. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình này với Phụng Yến và Quang Quý. Xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cùng với VTV Hình đại học Shopping nhé.